đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên mình đi sẽ đi chọn mồi phù hợp với bức tranh của mình. Các bạn theo dõi quá trình đi tìm mồi nhé. Cảm ơn các bạn.
Như vậy là tác phẩm tô màu của mình đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like để đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nên mình sẽ đi chọn một đôi tâm tình của bạn. Các bạn hãy theo dõi quá trình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để mình kéo ra này. Họ làm vậy để làm gì? Có người nói rằng những công của ông ta sẽ không được được công nữa. Ông ấy có khả năng cứu độ người ta đến viên mãn không? Chính là đưa đệ tử của người ta đi sai đường rồi. Có nhiều người làm như vậy. Vừa cái đầu mè ra. Chưa bị tu luyện thì họ thành lúc đến cùng họ công tác trong đó
năm đồng làm được, chẳng phải lần đến để là gì. Ngoài ra người này rất tự nguyện, từ đó trở đi khi hộ đối với công này, đối với người của công này cũng lại nói với người khác, đừng rằng đừng học công khác. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô bỏ của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp kẽ cho mình xin lượt like, lượt kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, tất cả các bạn.